Chào mọi người, mình mới lấy một cây cóc chua về cả nhà. Cái này là cóc rừng cả nhà. Những dòng cóc này khi về mình lấy về mình sẽ xử lý, sau đó mình sau này mình sẽ ghép cóc Thái nha. Một khi đã ghép dòng cóc Thái thì trái nó cực kỳ nhiều luôn cả nhà, trái dày đặc luôn. Cây này nó rất là quái cả nhà, cây rất là quái. Ở đây có một cái cành ngang này là mình không có thích nè, mình đang tính là sẽ cắt sát đây nè, cắt bo lại luôn, sau này lấy cái này làm cái nhánh chính của nó. Gốc rất là lớn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái nhánh này cho cả nhà. Cắt nhánh và xử lý sơ sơ rồi mình sẽ từ từ mang đi trồng nha. Mình không có trồng liền, riêng cái dòng cóc này mà trồng liền là nó hay bị thối gốc nha cả nhà. Nói chung phải biết cách xử lý nó. Cái cóc mình đã đánh dấu rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ cưa nha. Mình cưa cái mặt nó như vậy này cho nó xéo này, sau này những cái chỗ này là nó sẽ bao da hết lại thì nó sẽ hài hòa cái cây hơn nha cả nhà. Chứ bây giờ để cái này giống súng phòng không quá. Giờ cắt xéo vậy, sau này nó bao da, nó sẽ tự khắc nó đẹp nha cả nhà. Rồi cưa. Mình đang cắt lại nha cả nhà. Cắt cái này đi thì nhìn nó nhẹ cái cây hơn nha. Nó có cái đường co cũng rất là đẹp nữa. Sau này cái vết sẹo mà mọi người ngó vào chứ, tầm cỡ một năm là cái vết sẹo nó liền lạc à. Cái vết sẹo này tầm một năm là nó bít kín cả nhà. Tại mình trồng cóc rất là nhiều. Chào mọi người, cái cóc này mình trồng vào cái chậu này cũng được 3 ngày rồi nha cả nhà. Mọi người xem cái cóc nó khỏe cỡ nào nha, nó kéo da nè cả nhà. Một cái vết sẹo mà dao động tầm cỡ 20 đến 25 cm như vậy này mọi người biết không, tầm một năm à, một năm là nó bít kín nha cả nhà, một năm là nó bít nha. Còn cái này là mình có cái này là cái keo bạc nha cả nhà, mình dán vào để cho cái tỷ lệ kéo da nó nhiều hơn nữa cả nhà, nó nhanh hơn. Khi mà cái da mà nó không có tiếp xúc ánh sáng mặt trời á, thì cái tế bào nó sẽ đẩy nhanh hơn rất là nhiều nha. Còn ở dưới mình đang chờ lớp keo về, tại vì keo bữa giờ mình đặt nó chưa về tới nơi. Đó, keo bạc mọi người xem. Mọi người thấy không? Nó kéo rất là nhanh nha. Cây này thì mình tính ghép cốc Thái luôn nhưng mà cũng chưa được nha cả nhà, tại vì khi mà ghép cốc Thái á, thì nó chắc chắn là sẽ dính rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái nhánh cóc nó không có chịu phát triển, nó chỉ có ghép vô cái là nó ra trái, ghép vô là nó ra trái, thành ra nó hơi dở nha cả nhà. Thành ra là mình đang chờ cái nhánh rin của nó. Nhưng cái vết sẹo lớn như vậy này, cái nhánh rin của nó khi mà mình nuôi đến cỡ bằng cổ chân á, thì như vậy khi lúc đó mình ghép cóc Thái vô thì nó sẽ hài hòa hơn nha cả nhà, nó gọi là chuyển nhịp đó cả nhà. Đây này, như cái vết sẹo lớn như vậy này mới ghép cóc Thái thì nó chỉ bao da sơ thôi, nó có thể bao da kín được đó, nhưng mà cái nhánh cóc của nó cũng rất là nhỏ, nó không có hài hòa. Thành ra là mình bao vậy xong bắt đầu chờ cái nhánh rin của nó mọc lên nha. Lên sau đó là mình sẽ một thời gian dài sau đó mình sẽ ghép nó, như vậy thì nó sẽ hài hòa hơn rất là nhiều nha. Chứ mà cây thì lớn mà cái nhánh thì nhỏ quá thì cái tổng thể nó không có được hài hòa cho lắm. Cây rất là hay nha cả nhà. Mình thì mình chuyên về cây rừng. Cả nhà
có cần nhu cầu gì và mà tìm hiểu loại cây gì đó mà không hiểu thì có thể hỏi mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Bonsai tượng đá nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.